Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Phương thức ngụy trang này cũng không hay. Động tác nhanh lên, nếu không thật sự là sẽ mất mạng đấy. Thối quá, còn kinh tởm hơn là ăn tỏi đen. Thuật chữa lành. Sắp luôn rồi, lúc nào mới có thể xuống xe vậy? Đây là đi vào kim tự tháp hay sao? Làm ơn di chuyển một chút, tôi đang ở dưới chân của cậu đấy. Giống như đi xe từ phân xuống vậy. Những người khác đâu rồi? Ánh sáng. Đờ mờ, chúng ta rơi vào hố quỷ rồi. Là mộ hình nhân. Bọn nó đặc biệt làm công cho chủ của ngôi mộ này. Mất những cô hồn dạ quỷ. Đừng ra tay. Bọn nó không có hứng thú với người sống. Chỉ cần chúng ta không làm phiền đến bọn nó chính là an toàn. Mộ hình nhân chỉ giết oán linh. Lấy đi tinh hoa của tử linh. Tinh hoa của tử linh. Đó thì có tác dụng gì? Tinh hoa của tử linh hình thành nên tinh khí tử linh, sau đó sẽ được đưa đến trong quan tài của Pharaon. Các Pharaon đi ngủ say cũng có thể dựa vào tinh khí của tử linh, không ngừng tăng cường thực lực. Những Pharaon này sống cũng khá là nhàn đấy chứ. Mạc Phàm, người đều đã ở đây rồi, tiếp theo làm thế nào để mở được minh giới đây? À, tin tức ở trên tay tôi không nhiều. Nghe nói trong tay của Hải La Phù có nắm giữ chìa khóa của cửa minh giới. Trước tiên phải lấy được nó. Chìa khóa đó được gọi là Kim Chỉ Lam chú tịch. Nghe nói di chuyển Kim Chỉ Lam đem ánh sáng của kim tự tháp chiếu đến điểm cuối cùng của biển đỏ thì có thể mở được cửa minh giới. Cẩn thận, minh võ sĩ đến rồi. Không hổ danh là kim tự tháp Hải La Phù. Đến ngay cả võ sĩ của tầng thấp thực lực cũng mạnh như vậy. Tôi sẽ giết ra ngoài trước, mọi người hãy đi theo tôi. Triệu hoán thú triều. Tiếng gào băng xương. Bên này giao cho chúng tôi. Vòng xoáy hỗn độn. Nhanh đi thôi, có thêm nhiều minh võ sĩ đến rồi. Đây là nghịch lưu sao? Không còn con đường khác nữa sao? Từ chỗ này giết ra ngoài còn tốt hơn là gặp phải kẻ địch ở khắp nơi trong mật thất này. Giao quyền. Năng lượng vong linh của kim tự tháp hùng hậu trong chớp mắt đã thu thập được 3 tinh phách rồi. Ở đây đúng là một lơi tốt, tôi đến mở đường,